Top 10 phim cổ trang Hoa ngữ có sự góp mặt của dàn sao lớn được mong đợi lên sóng nhất hiện nay. Những bộ phim cổ trang Hoa ngữ luôn được coi là thế mạnh của nền điện ảnh Trung Quốc. Thể loại phim này liên tục thành công thu hút khán giả bởi việc đầu tư về nội dung kịch bản, hiệu ứng kỹ xảo và dàn nhân vật cực kỳ tinh tế. Và sau đây là top 10 bộ phim cổ trang Hoa ngữ có sự góp mặt của dàn sao lớn được mong đợi lên sóng nhất hiện nay. Hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Bộ phim đầu tiên, Sử Phượng Hành. Nội dung bộ phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được hành chỉ thần quân Lâm Canh Tân thủ vai cứu giúp. Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chỉ thần quân. Nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra hành chỉ thần quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này, mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly và hành chỉ thần quân mới thực sự bắt đầu. Bộ phim thứ hai, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối lương duyên giữa Đồ Sơn Hồng Hồng, Dương Mịch thủ vai, gia chủ hồ tộc núi Đầu Sơn và cũng là hồ yêu mạnh nhất yêu tộc, và chàng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ, Cung Tuấn thủ vai. Cùng với chuyện tình gian truân của cả hai là hành trình kết lương duyên cho khắp thiên hạ, sứ mệnh của hồ tộc Đồ Sơn. Tất cả tạo nên một câu chuyện vừa lung linh, kỳ ảo, vừa cảm động lòng người. Bộ phim thứ ba, Thần Ẩn. Thần Ẩn của tác giả Tinh Linh có nội dung chính xoay quanh nữ chính là đời sau của thượng cổ. Trong kiếp đoàn mệnh xui xẻo thứ 27 của mình, A Âm đứng trên cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn canh giữ cầu đòi công đạo. Tu Ngôn nói với nàng ấy rằng chịu số mệnh sao chổi suối quẩy như thế chỉ có hai khả năng. Một là nàng ấy đã đắc tội với một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đấy trong thần giới. Hai là do bản thân nàng chính là đại nhân vật ấy. A Âm khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. Từ sau khi chân thân Bạch Quyết tuẫn thế, giới thượng cổ đóng lại, trong tam giới sớm đã không còn đại nhân vật nào có sức mạnh cường đại thật sự nữa. Rất lâu sau này, A Âm mới biết rằng câu trả lời của Tu Ngôn chẳng sai, chỉ tiếc rằng trong tam giới bát hoang ngàn năm sớm đã không còn A Âm nữa. Lần cuối, nàng ấy gieo mình xuống vong xuyên, sau cùng cũng hiểu rõ một chuyện. Tiên yêu thần ma cũng chỉ là những hạt cát li ti trên thế gian. Tiên yêu thần ma sinh ra trên cõi đời cuối cùng cũng có một ngày tan biến, tựa như nàng vậy. Bộ phim do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tham gia đóng chính. Bộ phim thứ tư, Lạc Du Nguyên. Lạc Du Nguyên có kịch bản ngược luyến tàn tâm, được chấp bút bởi biên kịch nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tôn. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện của nữ chính Thôi Lâm, Cảnh Điểm thủ vai, là con gái được nhà họ Thôi nhận nuôi từ nhỏ. Thành mái trúc mã của cô là Liễu Thừa Phong, bẩm sinh yếu ớt nhiều bệnh, bù lại sở hữu tài trí hơn người. Do thân thể không tốt, khó lòng ra chiến trường, anh chỉ có thể đứng sau hiến kế. Còn Thôi Lâm đeo mặt nạ thay anh ra mặt trận. Liễu Thừa Phong đem lòng yêu Thôi Lâm suốt nhiều năm nhưng chẳng thể nói ra. Vốn định cả đời ở bên cô yêu thầm như cái bóng, nhưng mọi thứ thay đổi khi nam chính Lý Nghi, Hứa Khải thủ vai xuất hiện. Nam chính Lý Nghi là một trong các hoàng tử đương triều, bề ngoài luôn tỏ ra tốt bụng, hiền lành, nhưng bên trong lại cực kỳ khôn ngoan, thủ đoạn và tài giỏi, có thiên phú dùng binh. Lý Nghi vì không muốn tranh đoạt ngôi vị nên luôn giả ngây ngô, tỏ ra bàng quan đứng ngoài mọi chính sự trong triều, nhưng thật ra lại nhìn thấu hết thảy, là chàng trai duy nhất khiến cô gái cứng cỏi, mạnh mẽ là Thôi Lâm không thể phản kháng. Mặt khác, sự xuất hiện của Lý Nghi cũng khiến Liễu Thừa Phong trong lòng sinh hận, bắt đầu nảy sinh mưu kế muốn tranh đoạt người con gái mình yêu. Bộ phim thứ 5, Ninh An Như Mộng. Bộ phim kể về cuộc đời thăng trầm của thiếu nữ Khương Tuyết Ninh cùng với những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình đương thời. Người đầu tiên là Yến Lâm, tiểu hầu gia của Yến Phủ. Yến Lâm cùng Tuyết Ninh vốn là bạn thân, cùng gắn bó từ tuổi nhỏ. Đáng tiếc vì dấn thân vào cuộc tranh đấu quyền lực mà nàng đánh mất đi tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm. Người thứ hai đem lòng yêu Tuyết Ninh chính là Hoàng đế Tạ Nguy, người mà nàng từng cứu mạng. Thành thân với Tạ Nguy cũng là bước quan trọng để nàng thực hiện tham vọng làm chủ lục cung. Tuy nhiên, biến cố triều đình bất ngờ xảy ra, Tạ Nguy buộc phải thoái vị và sau đó qua đời, còn bản thân Tuyết Ninh bị ép tự vẫn. Người thứ ba cũng chính là người mà trái tim Tuyết Ninh thật lòng hướng đến, chính là Thanh Quan Trương Gia.
Sau này vì bảo vệ Tuyết Ninh mà chàng cũng rơi vào nguy hiểm. May mắn thay, Tuyết Ninh có cơ hội trọng sinh. Lần này nàng muốn buông bỏ mọi đấu đá quyền lực đời trước, trả dứt tất cả ân oán, làm lại cuộc đời mới. Bộ phim thứ 6, Bảy Kiếp May Mắn. Được biết, Bảy Kiếp May Mắn có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Thời Xúc Động Bảy Kiếp Không May của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung bộ phim kể về chuyện tình của Vân Tường, Dương Siêu Việt thủ vai, một đám mây được Nguyệt Lão hóa thành người trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ, và Sơ Không, Đinh Vũ Hề thủ vai, đệ tử của Mão Nhật Tinh Quân, chuyên cai quản tháng đầu tiên của năm. Trong một lần nọ, do sơ suất, Sơ Không vô tình làm hỏng quạt của Vân Tường mà hai người đã cãi lộn ầm ĩ, khiến tơ hồng trong điện Nguyệt Lão rối tung rối mù. Mà nghiêm trọng hơn là việc này đã khiến nhân duyên trong tam giới bị hỗn loạn. Để phạt Vân Tường và Sơ Không, Nguyệt Lão bắt hai người về lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp thì mới có thể trở lại thiên giới. Đã bị phạt lại còn bị chung với kẻ mình không ưa, Vân Tường lẫn Sơ Không đều uất ức, chỉ mong kết thúc hình phạt để không phải dây dưa gì đến nhau nữa. Ấy vậy mà qua mỗi kiếp đầu thai với những thân phận khác nhau, rồi lại tương ngộ cùng nhau, mối nhân duyên của họ đã bắt đầu và trôi non tình ái cũng nảy mầm từ lúc nào chẳng hay. Bộ phim thứ 7, Vân Chi Vũ. Vân Chi Vũ là bộ phim thuộc thể loại cổ trang. Nội dung chủ yếu kể về câu chuyện của cặp đôi chính Cung Tử Vũ, Trương Lăng Hách thủ vai và Vân Vi Sam, Ngô Thư Hân đóng. Vốn được biết đến là một cậu ấm phản nghịch, Cung Tử Vũ sau một đêm sóng gió lại trở thành người đứng đầu gia tộc. Trong khi đó, Vân Vi Sam được giới thiệu là một gián điệp mưu mô, luôn khát vọng tự do. Bộ phim thứ 8, Vô Ưu Độ. Kịch bản Vô Ưu Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Hạ, có đề tài xoay quanh quỷ quái oán linh. Nội dung bộ phim mang yếu tố kỳ ảo đậm chất phương Đông, xoay quanh mối tình cấm kỵ giữa hắc báo yêu chuyên đưa linh hồn yêu quái qua sông và cô nương loài người mang khả năng dò thấu nội tâm yêu quái. Trong đó, Nhậm Gia Luân sẽ vào vai một ngự linh sư có thể đi qua hai cõi âm dương tên là Tương Dạ. Còn Tống Tổ Nhi diễn vai nữ chính Bán Hạ là một người phàm trần có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau, cặp đôi cũng độ hóa và thu phục những linh hồn mang theo oán hận khi chết, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao những linh hồn này không được siêu thoát. Bộ phim thứ 9, Hoa Gian Lệnh. Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện của nam chính Phan Việt, Lưu Học Nghĩa thủ vai, người được ví như thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, được vô số các cô gái yêu mến. Từ thuở thơ ấu, Phạm Việt đã được hứa hôn với nữ chính là vị tiểu thư nhà họ Dương tên Dương Thải Vi, quốc tịch Y thủ vai. Nàng tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích kỳ lạ, đó là kết bạn với tử thi. Một lần nọ, gia tộc của Dương Thải Vi chịu phải hàm oan, cũng vì vậy mà cả nhà đều bị giết sạch. Trải qua nỗi đau mất người thân, Dương Thải Vi nghi ngờ chính vị hôn phu của mình là Phan Việt đứng sau mọi chuyện. Cũng vì vậy mà nàng bắt đầu thay đổi thân phận để điều tra chân tướng đằng sau nỗi oan của gia tộc. Dương Thải Vi lúc này một lòng quyết tìm ra chứng cứ để lột mặt nạ sát nhân của Phan Việt báo thù cho gia tộc. Bộ phim thứ 10, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối duyên nợ ba kiếp đầy ngang trái của tiểu yêu Hoa Sơn Hồng Ngưng, Viên Bằng Nghiền đóng và Thượng Thần Cẩm Tú, Lưu Học Nghĩa đóng. Hồng Ngưng vì phải lòng Cẩm Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết tâm tu thành tiên để có thể được ở bên cạnh anh. Nhưng điều này không hề dễ dàng, nàng gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng vẫn không tu được. Nhưng rồi sau nhiều biến cố, Cẩm Tú nên duyên với thần tiên khác, Hồng Ngưng lại bị đày xuống trần gian lịch kiếp. Khi Hồng Ngưng rời xa mình, Cẩm Tú mới hiểu được tâm tình mình dành cho cô. Anh cảm thấy hối hận, vì vậy đã quyết định quay lại quá khứ để đưa Hồng Ngưng trở về một lần nữa. Vừa rồi là top 10 bộ phim cổ trang Hoa ngữ được mong đợi lên sóng nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng CBiz để không bỏ lỡ những bộ phim Hoa ngữ mới nhất nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!